Xin trân trọng kính mời toàn thể chúng ta an toàn. Kính lời chào thăm đến tôi tớ Chúa, ông bà mục sư quán nhiệm, tất cả quý vị trong ban chấp sự hội thánh, toàn thể quý ông bà anh em chị em, chúng ta hiệp nhau lại tại đây để thờ phượng Chúa. Cảm ơn tất cả quý vị cho tôi có thời giờ để cùng thờ phượng Chúa chung với tất cả quý vị, và chúng ta cùng học hỏi lời Chúa. Nhất là một cái chủ đề, nó phải nói rằng đây là một cái chủ đề rất nóng trong những giai đoạn có cần này, để nhắc nhở khích lệ cho tất cả mọi quý của ông bà anh em chị em. Tôi thiết nghĩ rằng không phải là chúng ta cố gắng để làm sao mình có một cái kiến thức về nền thần học, mặc dầu nó có liên quan đến lai thế học, nhưng mà chúng ta cố gắng để có thể hiểu hết được những diễn biến xảy ra trong tương lai, như là những cái lời tiên tri mà Chúa Ngài đã đề cập, để giúp chúng ta có lòng tin vững chắc và bước đi theo Chúa, hầu cho chúng ta không những có lòng tin vững chắc, nhưng mà chúng ta còn trông đợi Ngài Chúa chúng ta sẽ trở lại. Và tôi thiết nghĩ rằng đây cũng là một trong những điều có cần, không phải chỉ dành cho những người lớn tuổi, cho những người trung tuổi, cho những người trẻ tuổi, và cho tất cả mỗi một trong chúng ta. Vì vậy xin Chúa cho để tất cả quý ông bà anh em chị em, sau khi chúng ta đọc qua cái phân đoạn này đó, thì có lẽ chúng ta cũng đã hiểu về cái sự phán xét các dân tộc ra như thế nào. Nhưng mà trước tiên đó, thì muốn hiểu được cái điều này đó, thì tôi nghĩ rằng tôi cũng phải ôn lại một vài cái điều có liên quan từ trong đoạn 24 và qua đoạn 25. Trong đoạn 24 và đoạn 25 đó, thì Chúa Giê-xu nói về những diễn biến ở trong cái thời tương lai. Và đây là một trong những cái điều mà biết bao nhiêu người người ta cố gắng người ta tìm hiểu, biết bao nhiêu người người ta cố gắng để người ta có thể có một cái nhận thức, không phải là để cho người ta mà thể hiện cái lòng tin cậy nơi Chúa, nhưng mà người ta muốn đáp ứng lại cái sự tò mò, và đồng thời đó, cũng chứng tỏ rằng mình có một cái kiến thức những gì thuộc về trong tương lai. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng tất cả mỗi chúng ta thì không phải như vậy. Nên ở trong đoạn thứ 24 đó, thì có lẽ chúng ta cũng nhận ra điều mà Chúa muốn đề cập đến. Nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói đến điều đó, thì chúng ta cũng hiểu được có ba cái đối tượng mà sứ đồ Phao-lô ông có đề cập đến. Cái đối tượng thứ nhất đó chính là cái người Giu-đa. Đối tượng thứ hai đó thì đó chính là cái người rét hay là dân ngoại. Và đối tượng thứ ba chính là hội thánh. Nên vì vậy thì ông nói rằng chúng ta đừng có làm vấp phạm cả người Giu-đa, người rét. Người rét là chúng ta xem nó giống như là dân ngoại đó, và hội thánh của Chúa. Thì ở trong đoạn 24 và đoạn 25 này, thì chính Chúa Giê-xu đang đề cập đến ba cái đối tượng đó ở trong cái thời tương lai. Và trong cái đoạn 24 từ câu 1, chắc có lẽ quý vị để ý, thì từ câu 1 cho đến hết câu thứ 42, thì Chúa đề cập đến cái đối tượng thứ nhất là cái người Giu-đa hay là cái người Israel, mà họ phải đối diện với biết bao nhiêu điều có thể xảy đến, bởi vì chúng ta nhận thức được rằng ngày hôm nay họ đang chối từ đấng Mêsi. Nhưng mà khi họ rơi vào ở trong một cái tình trạng hết sức là nghiêm trọng, để qua đó chúng ta mới thấy được những cái diễn biến nó xảy ra. Rồi chúng ta thấy những điều đó nó xảy ra cho cái người Israel. Rồi trong đến cái đoạn 24 từ câu 43 đó cho đến đoạn 25 mà câu thứ 30-31 thì đề cập đến phương diện của hội thánh, và hội thánh của Chúa sẽ được cất lên, diễn biến nó sẽ được cất lên ở trên không trung. Và tất cả mỗi chúng ta về lĩnh vực này thì có lẽ quý vị đặt cái lòng tin, nên đó là lý do mà chúng ta giữ lòng trung tín, chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta hết lòng trong sự thờ phượng Chúa. Thì cái diễn biến nó xảy ra từ đoạn 24 đó mà chuyển qua đoạn 25 đến hết câu 30 đó, thì là chấm dứt có liên quan đến vấn đề hội thánh, và hội thánh Chúa được cất lên. Và điều thứ ba thì chúng ta thấy trong đoạn 25 từ câu 31 cho đến câu thứ 46 mà quý vị vừa mới đọc qua đó, thì muốn đề cập đến tất cả các dân lúc bấy giờ nó còn lại, dân tộc, hay nói cách khác là các dân tộc hay là muôn dân ở trong giai đoạn lúc bấy giờ. Và đó chính là điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Nhưng mà trước khi chúng ta học vào ở trong cái câu đoạn 25 đó, vào trong đoạn 25 đó, ít ra thì chúng ta cũng phải cần lược qua
một vài cái thứ tự nó có liên quan đến vấn đề tương lai, mà cũng có thể lắm, cũng có nhiều người không có đồng ý trong cái quan điểm đó. Nhưng mà dầu đồng ý hay không đồng ý thì vấn đề Kinh Thánh được bày tỏ cho chúng ta một cách rất là rõ ràng, để qua đó mà chúng ta đặt cái lòng tin. Nên vì vậy, Kinh Thánh trở thành cái chuẩn cho tất cả mọi sự nghiên cứu, mọi việc học hỏi và lòng tin của chúng ta dựa trên đó. Nên diễn biến nó được xảy ra như thế này là chúng ta biết rằng cái thời điểm mà cái sự phán xét dân các dân tộc đó nó xảy ra khi nào. Có lẽ có nhiều người người ta nghĩ rằng nó sẽ xảy ra cùng một lúc với cái thời điểm mà chúng ta thấy trong sách Khải Quyền đoạn 20 đề cập đến là tòa án trắng và lớn đó. Thì ở đây chúng ta thấy đây là một vấn đề hoàn toàn nó khác biệt. Tòa án trắng và lớn đó thì được Chúa Ngài đề cập đến là sau một cái ngàn năm bình an. Và cái việc đó, đó là không phải ở trên đất mà lại là ở trên khoảng không. Vì Kinh Thánh đã chép cho chúng ta biết rằng lúc bấy giờ trời và đất đều trốn mất, cho nên không có được diễn ra ở tại đất, mà cái tòa án này đó thì nó diễn ra ở tại đất. Vì vậy chúng ta dựa trên cái cơ sở đó để chúng ta có thể hiểu được rằng tòa án mà Chúa phán xét các dân tộc này, việc trước nhất là nó phải sau khi hội thánh Chúa được cất lên. Quý vị có biết rằng khi nói về những sự việc này đó, thì có lẽ tôi không biết rằng các vị giáo phẩm khác, các nhà nghiên cứu về Kinh Thánh khác, họ tự tin như thế nào. Nhưng riêng đối với tôi đó, thì khi tôi giảng về lĩnh vực này, thì tôi lấy làm run sợ lắm. Là bởi vì nếu mà mình đưa ra những cái điều mà nó sai trật đó, nó không đúng với điều mà Chúa dạy đó, thì nó là cái nguy hiểm hết sức lớn lao mà có thể làm ảnh hưởng đến cái niềm tin của biết bao nhiêu người. Và đó là điều mà Chúa đòi hỏi cái huyết của họ ở trên chính mình tôi. Nên vì vậy mà tôi thận trọng để tôi muốn trình bày cho tất cả quý vị là trước việc mà đoán xét các dân tộc này đó là sau khi hội thánh của Chúa được cất lên trên không trung. Mà hầu hết chúng ta đều có thể nhận ra được rằng đây chính là cái sự tái lâm của Chúa. Mà sự tái lâm của Chúa thì hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đó thì chúng ta gọi là ẩn nhiên, có nghĩa là thình lình Chúa Ngài đến và chúng ta nghe cái tiếng kèn, giống như ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đó đề cập đến. Thì bấy giờ những cái người ngủ ở trong Chúa thì được sống lại, tức là muốn nói đến cái thân thể, rồi sau đó thì họ được cất lên. Và những người còn đang sống đó thì chúng ta được biến hóa. Và lấy là một điều diệu kỳ vô cùng là có những thánh đồ sẽ được cất lên trên không trung. Và khi chúng ta được cất lên trên không trung đó thì bây giờ chúng ta đã nhận ra được việc là chúng ta sẽ được Chúa Ngài thẩm định về cái điều mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta, về những công việc mà Chúa đã giao cho chúng ta. Mà nó không liên quan đến cái sự cứu rỗi, vì chúng ta nhận được sự cứu rỗi đã qua Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá rồi. Vì vậy, Chúa thẩm định hay là Chúa phán xét về những điều mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta để chúng ta nhận được cái phần thưởng từ nơi Chúa. Và đồng thời, chúng ta cũng sẽ được dự tiệc cưới chiên con và chờ đợi để chúng ta cùng chung với Chúa mà đồng trị ở trong thiên quốc 1000 năm. Nên đó chính là điều mà quý ông bà anh em chị em chúng ta vững lòng tin. Hiện nay chúng ta đang sống ở trong giai đoạn là Chúa chưa có đến với chúng ta một cách ẩn nhiên. Chúng ta đang nằm ở trong một cái giai đoạn đang chờ đợi. Nên vì vậy có 3 điều mà chúng ta cần phải để ý đến. Điều thứ nhất là chúng ta cần phải giữ lòng trung tín. Chúng ta cần phải giữ lòng trung tín. Vì nếu chúng ta không trung tín á, thì chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ bị bỏ lại. Vì vậy mà chúng ta cần phải trung tín. Điểm thứ hai là chúng ta cần phải tỉnh thức. Vì Chúa đến thình lình và liền một chút là chúng ta không biết rằng sự kiện nó đã xảy ra đối với chúng ta như thế nào. Vì vậy mà chúng ta cần phải tỉnh thức, hay là chúng ta thức canh, tỉnh thức. Và điều thứ ba là chúng ta còn phải trông đợi, hay là thể hiện cái lòng kính yêu về sự hiện đến của Chúa, mà mong Chúa mau đến, đợi Chúa đến.
Thì đó chính là cái thái độ của tất cả chúng ta có cần hiện nay và trong những ngày sắp tới. Vì vậy, chúng ta biết rằng việc phán xét muôn dân đó nó phải đến sau việc mà hội thánh Chúa được cất lên. Sau khi hội thánh Chúa được cất lên rồi, thì lúc bấy giờ ở trên đất này đó, ở thế gian này đó, chúng ta thấy diễn biến nó ra giống như là trong một cái thời đại mà sứ đồ Phao-lô đề cập trong Tê-sa-lô-ni-ca muốn nói đến sự bình an và an ổn đó, sự bình hòa và an ổn đó. Thì một khoảng thời gian đó, sở dĩ có một khoảng thời gian đó như vậy đó là vì lúc bấy giờ có cái liên minh 10 nước ở tại châu Âu. Và liên minh 10 nước tại châu Âu thì cái người đứng đầu của cái liên minh đó họ mới ký kết với nước Israel để mà có một cái giao ước 7 năm bảo đảm cho cái người Israel được an ổn, được sự giải cứu khỏi những kẻ thù và họ sống ở trong sự bình an đó. Nên chính cái giao ước đó 7 năm như vậy đó, thì lúc bấy giờ cái người Do Thái xem như là cái người đứng đầu của Liên minh châu Âu đó là cứu tinh. Nên đó là lý do mà họ sống trong cái sự bình an một khoảng thời gian, đến khi chúng ta đã nhận thấy rằng hết 3 năm rưỡi. Và khi hết 3 năm rưỡi đó thì cái người đứng đầu của liên minh đó thì họ bắt đầu hủy bỏ cái giao ước đó. Và khi hủy bỏ cái giao ước đó thì chúng ta nhận ra được rằng cái án phạt mà Chúa Ngài đổ ở trên thế gian lúc bấy giờ mà chúng ta gọi là đại nạn đó, thì nó đổ ở trên ngay trong giai đoạn đó. Thì ông bà anh em chị em đã nhận ra được đây chính là một cái điều hết sức là kỳ diệu đến nỗi mà chúng ta khó có thể hiểu được là vì sao là cái người đứng đầu của Liên minh châu Âu lúc bấy giờ đó họ mới bước vào ở trong nơi thánh là tại Jerusalem, rồi họ lại dựng cái hình tượng sống ở tại Jerusalem. Và trong giai đoạn đó thì tất cả những cái người Israel đó, họ gặp rất nhiều sự bắt bớ và bắt bớ dữ tợn. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết trong giai đoạn đó thì có 144.000 chứng nhân hay là những cái nhà truyền đạo người Do Thái đó, đã đi truyền đạo, và một số người đã trở lại tin nhận Chúa là người Do Thái, và đồng thời cũng có một số người là các dân tộc ngoại bang cũng trở lại tin nhận Chúa. Và những người mà tin nhận Chúa lại là những người không có cái dấu của con thú. Dấu của con thú nó đòi hỏi phải đóng hoặc là trên trán hoặc là trên tay thì mới có thể giao dịch, mới có thể làm ăn và mới có thể hưởng được những phúc lợi. Và ngoài ra thì họ sẽ gặp nhiều cái sự khó khăn. Thì lúc bấy giờ dân Israel ở trong một giai đoạn khủng khiếp đó. Rồi cái người đứng đầu đó, còn gọi là kẻ địch lại với Đấng Christ đó, mới bắt tất cả các dân tộc khác thờ lại mình và phục vụ mình. Và đồng thời đó, mà nếu không vâng theo lời đó, thì tự nhiên họ tước đoạt, bởi vì không có cái dấu của con thú hoặc là ở trên trán hoặc là ở tại tai. Và ông bà anh em cho em biết, giai đoạn đó xảy ra trong 3 năm rưỡi sau cái hiệp ước 7 năm mà cái người đứng đầu đó đã ký kết với dân Do Thái. Khi sự việc đó nó xảy ra như vậy đó, thì chúng ta biết rằng có những cái mà sự thạnh nộ của Chúa đổ trên dân lúc bấy giờ và ngay cả cái người Do Thái, đến nỗi chúng ta khó có thể tưởng được cái sự khủng hoảng đó nó lớn lao là dường nào. Nên tất cả các dân tộc bây giờ mới hiệp nhau lại, liên minh lại để chống lại cái kẻ địch lại với Đấng Christ và dân Israel ở tại Hamagedon. Và tại đây họ đang dàn trận để có thể đối địch lại với cái kẻ địch lại với Đấng Christ đó và cả dân Do Thái. Thì họ lại hay tin rằng cái sự hiện đến của Chúa hay là của vua đó là đã có những cái dấu hiệu là vua sẽ đến. Bây giờ đang khi họ đối địch với nhau thì bây giờ họ lại tiếp tục quay trở lại liên minh với nhau để chống lại vua đang hiện đến mà chúng ta gọi là Chúa Giêsu tái lâm cách hiển nhiên. Bây giờ Chúa Ngài đến một cách hiển nhiên và Ngài đã đánh bại cái liên minh đó, đánh bại cái liên minh đó.
Và từ khi đánh bại cái liên minh đó, thì lúc bấy giờ đó, thì những cái người Do Thái mới bắt đầu mà thừa nhận hay là chấp nhận hay là tin rằng chính Ngài, chính vua đó là đấng Mêsia mà họ đã trông đợi. Và qua đó, từ diễn biến đó thì mới kế đến là mới phán xét các dân tộc. Vì vậy, sự phán xét các dân tộc hay là muốn nói đến sự phán xét muôn dân đó là nó phải đi sau. Nó đi sau việc mà hậu thánh của Chúa được cất lên. Rồi nó đi sau cả cái trận chiến Hạc-ma-ghi-đôn và vua đã chiến thắng, khiến cho tất cả muôn dân muôn nước đều phải phục tùng. Và bây giờ cái tòa án được phán xử. Nên cái tòa án này, như điều tôi nói, thì hoàn toàn nó khác biệt với cái tòa án mà được chép ở trong sách Khải Huyền đoạn 20. Vì ở đây là ở tại trên trần gian hay là thế gian. Còn cái phán xét mà đề cập ở trong Khải Huyền đoạn 20 đó là nó nằm ở trong giai đoạn sau 1000 năm bình an. Nên khi chúng ta đọc đến những cái lĩnh vực này đó, thì quý vị biết rằng đây chính là cái thời điểm mà Chúa Ngài sẽ phán xét tất cả các dân tộc. Và Chúa Ngài dựa trên những cái tiêu chuẩn để phán xét các dân tộc. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu rằng trước khi mà Chúa Ngài thành lập ra một cái ngàn năm để Ngài ngự trị ở tại đó, mà Kinh Thánh đề cập đến rằng đó là một cái thời gian 1000 năm. Thì 1000 năm ở tại đây đó, và những cái con số tại đây đó, thật sự ra thì cũng có nhiều người, người ta cũng có suy tưởng về nhiều cái lĩnh vực khác. Dầu vậy đó, thì chúng ta chỉ có thể hiểu được rằng đây là một cái giai đoạn 1000 năm, mà trong các vấn đề liên quan đến thần học đó thì người ta thường hay gọi nó là thiên hy niên. Nên việc mà chúng ta được cất lên trên không trung đó, và ai nấy trong chúng ta biết Ngài Chúa Giê-xu tái lâm một cách hiển nhiên đó, thì nó đến trước cái thiên hy niên. Sau khi Chúa tái lâm rồi đó thì mới đến thiên hy niên. Vì vậy khi Chúa Ngài đã phán xử các dân đó, thì Chúa Ngài sẽ thành lập ra một cái nước gọi là cái nước bình an. Và nước bình an đó kéo dài 1000 năm, mà chúng ta gọi là thiên hy niên. Chúa sẽ ngự ở tại Jerusalem, ở trên ngôi David, giống như cái lời tiên tri được chép ở trong sách Luca đoạn 1. Qua đó chúng ta thấy rằng đây chính là một trong những điều mà chúng ta có cơ hội hãnh diện, vì lời của Chúa đã nói rằng khi là tất cả các thánh đồ cũng sẽ đồng trị với Chúa trên một cái khoảng thời gian, cái nước 1000 năm bình an đó. Nên thưa với tất cả quý vị, sau khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới có thể đúc lại, kết lại, thì chúng ta nhận ra được rằng sự phán xét dân tộc này đó, là nó nhằm vào cái thời điểm nào. Tất nhiên phải sau cái ngày mà chúng ta được cất lên hay là hội thánh được cất lên. Và nếu hội thánh được cất lên, quý ông bà anh em chị em và tôi cũng sẽ được cất lên. Tức là chúng ta không có chứng kiến những cái tai nạn, những cái đại nạn xảy ra tại trần gian này. Và sau khi mà Chúa Ngài đã giải quyết hay là chiến thắng ở tại trận Hạc-ma-ghi-đôn rồi đó, bây giờ Chúa mới phán xét các dân tộc. Và khi phán xét các dân tộc rồi, Chúa mới định những cái giá trị của nó hay là cái bản án được tuyên ra. Rồi Ngài thành lập 1000 năm bình an. Lúc bây giờ chúng ta cũng sẽ được đồng trị với Chúa trên nước 1000 năm bình an. Quý vị, đây chính là điều mà tôi và tất cả quý vị phải thưa với Chúa một lời. Nếu trong giai đoạn này mà chúng ta không thật sự là con dân Chúa, thì cũng chưa chắc gì ở trong giai đoạn sau chúng ta là con dân Chúa. Có thể lắm về nhiều cái hình thức khác nhau, mà chắc có lẽ quý vị sẽ thấy được cái tiêu chuẩn mà Chúa phán xét đối với cái dân tộc. Nó làm cho chúng ta nao lòng vô cùng, bởi vì nếu ngày hôm nay chúng ta không phải là con dân Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp cái đại nạn. Vì vậy, ngày nay tôi và tất cả quý ông bà anh em chị em là hội thánh của Chúa, là những người đã tin Chúa để nhận được ơn cứu rỗi, và chúng ta được biến đổi trở nên làm con của Ngài. Cho nên chúng ta không loại trừ mình phải chịu hoạn nạn. Và có rất nhiều hoạn nạn có thể xảy đến với chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa vì lời của Chúa hứa là Ngài mở đường cho ra khỏi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thoát khỏi cái đại nạn.
Còn bằng không, chúng ta không những ở trong hoạn nạn mà chúng ta còn rơi vào ở trong đại nạn nếu chúng ta vẫn còn sống trong cái giai đoạn mà Chúa đã rước hội thánh lên rồi. Vì vậy, xin Chúa cho để chúng ta thấy đây chính là một điều để khiến cho mọi người trong chúng ta càng phải tỉnh thức và nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Bây giờ tôi muốn bước qua tất cả quý vị đến cái chỗ là vậy thì Chúa xét đoán các dân tộc đó theo cái tiêu chuẩn nào? Nên trong cái giai đoạn đó thì chúng ta hiểu được rằng tất cả các mọi dân tộc nha, thì bao gồm ở trên thế giới này trong lúc bấy giờ có tất cả mọi cái dân tộc, mà Chúa Ngài phán xét thì không phải dựa trên từng cái nhóm dân tộc, nhưng mà Chúa phán xét là từng cá nhân của cái dân tộc đó. Ví dụ, cái người Việt Nam của chúng ta thì Chúa phán xét từng cá nhân. Rồi như là cái người Đức thì Chúa phán xét từng cá nhân, chứ không phải là phán xét cả một cái dân tộc. Vì vậy mà từng cá nhân phải đối diện với cái sự phán xét của Thiên Chúa. Nên chúng ta thấy đây chính là một điều mà chúng ta không có thể nương dựa vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào của những cái người đi trước hay là của một nhóm dân tộc nào, mà chúng ta nhận ra rằng tất cả đều phải đối diện với Chúa một cách cá nhân. Và lúc bấy giờ Chúa đoán xét tất cả mọi dân tộc. Vậy thì Chúa đoán xét các dân tộc đó dựa trên cái tiêu chuẩn nào? Thưa với tất cả ông bà anh em chị em, nếu mà học về những lĩnh vực này, quý vị nếu mà bước vào trong Thánh Kinh Thần Học Viện, học về lai thế học, học về những lĩnh vực có tương lai về Ngài Chúa Giêsu tái lâm vân vân, thì chúng ta học biết rằng nó cả một cái bộ sách, nó cả một cái công trình, cả một cái thời gian rất là dài, chứ không phải chỉ vỏn vẹn có mà 30 phút mà sáng hôm nay chúng ta đang có. Nhưng mà do vậy tôi muốn gói gọn lại một chút để giúp cho quý vị ít ra có một cái mà nhận định để chúng ta nhận ra được rằng là ngày hôm nay chúng ta đang rất trông đợi Ngài Chúa đến một cách ẩn nhiên để tiếp rước hội thánh Ngài, hầu cho chúng ta cũng thoát khỏi đại nạn. Còn bằng chẳng, nếu chúng ta không thật sự là con dân Chúa, chúng ta sẽ ở trong đại nạn. Và ở trong đại nạn, ắt hẳn chúng ta cũng phải đối diện với cái sự phán xét của Chúa. Và sự phán xét của Chúa dựa trên cái tiêu chuẩn. Thì tôi thấy khi tôi đọc những điều này đó, thì tôi nhận ra được có hai cái tiêu chuẩn mà Chúa phán xét. Cái tiêu chuẩn thứ nhất, thì chúng ta thấy khi Chúa đề cập đến tại đây, tức là từ câu 31 cho đến câu thứ 33, thì nói rằng là cái thời điểm mà Chúa Ngài sẽ phán xét. Nhưng mà từ câu 34 cho đến câu thứ 40 đó, cho đến câu thứ 45 đó, thì quý vị sẽ thấy Chúa Giêsu Ngài đang đề cập đến rằng bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu. Khi đó thì vị vua đã chiến thắng đó, mới tách rời ra có hai cái nhóm người. Nhóm người thứ nhất đó, thì để bên hữu, mà nhóm người thứ hai là để bên tả. Nhóm người bên hữu đó thì được gọi là chiên, còn nhóm người bên tả đó thì được gọi là dê. Và khi chúng ta đọc tuần tự đó thì chúng ta mới thấy được điều mà vua đã nói như thế này: hỡi các ngươi được cha ban phước, tức là muốn nói đến cái nhóm người được gọi là chiên đó, đó bên hữu Chúa đó, là hỡi các ngươi được cha ban phước. Nhưng mà khi chúng ta đối chiếu và so sánh với cái bản án mà Chúa Ngài nói với những cái người thuộc về nhóm mà gọi là dê đó, thì Chúa không có nói vậy, mà Chúa nói rằng là hỡi kẻ bị rủa, không có nói là cha rủa, nhưng mà đối với cái người mà thuộc về nhóm chiên đó là cha ban phước. Và đây chính là một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến. Vì lúc bấy giờ chia làm hai cái nhóm người. Và chúng ta thấy được rằng khi cái vị vua đó nói rằng hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Thiên đàng đã sắm sẵn cho con dân Chúa. Nhưng mà ở phía dưới khi mà phán xét đến những cái người mà bị rủa đó, thì đề cập đến vấn đề là hãy lui ra khỏi ta và đi vào trong lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và cho quỷ sứ của nó.
Thế thì bây giờ chúng ta mới hiểu ra một cái lĩnh vực thật là quan trọng, và nó chính là điều mà chúng ta thêm lên lòng tin cậy nơi Chúa, là Chúa sắm sẵn cho chúng ta thiên đàng, nhưng Ngài không sắm sẵn cho con người địa ngục. Địa ngục được sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ nó. Vì vậy, khi lấy cái tiêu chuẩn để phân ra mà đoán xét đó, thì không dựa theo cái tiêu chuẩn của trần gian, không dựa theo cái tiêu chuẩn gì những gì mà con người đang có hay là cái tính cách một dân tộc, nhưng mà tiêu chuẩn của Chúa là dựa ở trên chính mình Chúa. Và qua đó, phần dưới đó thì đề cập đến cái người này ngạc nhiên quá, là vì cớ Chúa bị vua đó mới nói rằng: ủa, ta đói rồi, ngươi cho ta ăn, ta khát, ngươi cho ta uống, ta trần truồng, ngươi ta mặc cho ta. Cái người này ngạc nhiên: ủa, tôi đâu có thấy Chúa đâu, tôi có biết Chúa đâu. Thì Chúa mới nói: ngươi đã làm điều đó cho một anh em rất hèn mọn của ta, tức là làm cho ta vậy. Thế thì chúng ta mới thấy nảy sinh ra một cái nhóm người nữa. Nhóm người đó chính là anh em. Vậy thì anh em này muốn nói về ai? Thì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng những người anh em này muốn nói đến là cái người Do Thái tin Chúa và cũng được cứu, cũng được tái sinh. Và anh em đó đang gặp những cái sự bắt bớ của những cái người Do Thái và của những cái người, của những các vị vua trong lúc bấy giờ. Vì vậy mà chúng ta đã nhận ra được rằng chính vì cái hành vi đó, chính những cái điều đó, thì vị vua mới phân ra để có thể giải thích và giúp chúng ta có thể hiểu được rằng những cái người này đó là những cái người công bình. Nên điều đó làm cho cái người này ngạc nhiên quá, vì lúc ấy là người công bình sẽ thưa rằng. Thế thì cái người công bình đó muốn ám chỉ đến cái nhóm người mà cái vị vua phân ra nói là chiên. Vậy thì cái người công bình đó, con điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là do cái công đức riêng để được xưng công bình, nhưng tất cả đều có thể nhận ra rằng Chúa xưng công bình cho người đó là bởi vì người đó đã đặt lòng tin cậy ở nơi Chúa cứu thế Giê-xu và tin quyết nơi công lao cứu chuộc của Ngài, đã được tái sinh bởi Thánh Linh Chúa. Và nhờ đó, và người đó được trở nên làm con Chúa và được xưng công bình, kể cả người Do Thái lẫn cả những người ngoại bang trong cái lúc, trong cái thời đại mà những năm đại nạn con người phải chịu tại trần gian. Nên vì vậy, chúng ta thấy cái tiêu chuẩn mà Chúa phán xét nó không có dựa trên cái điều gì khác hơn. Trước nhất, đó chính là những người được cứu bởi đức tin. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng lắm, là bởi vì ở trong Thánh Kinh đã đề cập đến rằng từ Cơ Đốc nhân Cựu Ước đó cũng đều mà được cứu bởi đức tin, thì các Cơ Đốc nhân của thời Tân Ước cũng vậy, cũng được thừa hưởng đó, cũng theo một cách đó. Có nghĩa là chúng ta được cứu là bởi đức tin, nên chính vì lý do đó mà chúng ta được xưng công bình, và Chúa dựa trên cái cơ sở đó để thẩm định người đó thuộc về Chúa, người đó được cứu, người đó được vào nước thiên đàng, hay là cái người đó sẽ rơi đi vào trong chỗ hình phạt. Nên đây chính là điều mà tôi cũng cùng với tất cả quý vị suy nghĩ. Chúa ơi, nếu ngày nay mà Chúa phán xét chúng con, thì Ngài cũng không có dựa vào ở trong chỗ là có lẽ là quý vị đã có một cái tôn giáo, hay có nhiều tôn giáo, quý vị có kiến thức, hoặc là có nhiều kiến thức về tôn giáo. Không có. Không phải là Chúa dựa vào trong cái chỗ là quý vị đã bày tỏ ra một cái tính sùng đạo, hay là những điều gì thể hiện công đức ở trong nhà thờ, hay là cái nơi tôn giáo mà quý vị đang có. Nhưng mà Chúa thẩm định ở trên cái tiêu chuẩn là chúng ta có tin cậy nơi Chúa, của Chúa Giê-xu, công lao cứu chuộc của Chúa, để chúng ta được trở nên làm con của Chúa hay không, có thể được tha tội hay không, và Chúa kể chúng ta là công bình hay không. Nên đó chính là cái tiêu chuẩn. Và vì vậy cái người công bình đó, Chúa nói rằng đó chính là chiên của Chúa. Bây giờ khi tôi đọc cái phần phân tích của cái người làm chương trình này, thì có một cái câu mà người đó đưa ra rằng: vậy thì bây giờ đó, chúng ta đứng thuộc về cái nhóm người nào? Nhóm người chiên hay là nhóm người dê? Mà nếu chúng ta nói, chúng ta tưởng rằng mình á là cái người thuộc về nhóm chiên, là thuộc về Chúa. Nhưng mà chúng ta xét lại coi, đôi khi chúng ta tưởng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự là cái người tin Chúa Giê-xu làm đấng cứu thế đó,
và một lần đủ cả để xác định rằng con là con dân của Chúa, đã được Chúa biến đổi cuộc đời con để con được trở nên làm con cái của Chúa, thì bây giờ chúng ta mới có thể đầy hy vọng rằng chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng. Còn ngược lại thì chẳng qua chúng ta chỉ tưởng thôi, hoặc là một người đó ái mộ về một cái tôn giáo nào đó, một số các nghi thức nào đó của một tôn giáo, hay đại loại tương tự giống như vậy, mà chúng ta chưa phải là chiên của Chúa, tất nhiên chúng ta phải ở trong cái phần thứ hai, đó là thuộc về cái nhóm người mà có cái danh gọi là dê, đó là dê. Nên tôi nghĩ rằng đây chính là điều mà có thể nghiệm lại cho tất cả mỗi ông bà anh em chị em. Về phương diện hội thánh đó, thì chắc có lẽ chúng ta cũng đã học qua nhiều rồi. Thì chúng ta có cái hội thánh phổ thông, rồi chúng ta cũng có hội thánh hữu hình, rồi chúng ta cũng có cái hội thánh địa phương. Thì hội thánh phổ thông là bao gồm tất cả những cái người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trải ra khắp thế gian và qua các thời đại. Thì chúng ta hiệp nhau lại để trở thành một hội thánh. Nhưng mà chúng ta có một cái hội thánh phổ thông, rồi chúng ta có một cái hội thánh mà hữu hình. Hội thánh hữu hình là chúng ta thấy được. Và hội thánh hữu hình đó thì thường chú trọng đến vấn đề là có liên quan đến địa phương hoặc là dân tộc. Chẳng hạn như hội thánh Tin lành Việt Nam, hội thánh Tin lành mà Đức chẳng hạn. Rồi từ cái hội thánh Tin lành Việt Nam đó thì chúng ta lại có hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương đó thì có hội thánh Tin lành ở tại Trương Minh Giảng chẳng hạn. Đó là hội thánh. Quý vị có thể bước vào ở trong tất cả các hội thánh bằng những cái nghi thức mà dường như không thể thiếu được. Đó là chúng ta thể hiện cái nghi thức cầu nguyện, tin nhận Chúa. Rồi sau đó chúng ta được học lớp giáo lý báp tem. Sau đó quý vị sẽ làm báp tem. Sau đó quý vị là tín đồ chính thức của hội thánh. Nhưng nếu chỉ là nghi thức thì chúng ta cũng chỉ là những cái người mà không bước vào ở trong hội thánh phổ thông. Có nghĩa là chúng ta không phải là con Chúa. Và đến ngày Chúa phán xét thì tự nhiên hội thánh được cất lên thì chúng ta bị bỏ lại. Và đến một giai đoạn mà Chúa phán xét các dân, mà nếu chúng ta còn sống lại thì tự nhiên chúng ta được liệt vào trong cái nhóm người bên tả, đó là dê. Nên chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để có thể nhìn thấy được rằng không phải bao lâu tôi theo tôn giáo, tôi thực hiện một số nghi thức là đủ. Nhưng chúng ta luôn luôn phải thể hiện luôn cả một cái tấm lòng rằng con biết chắc con đã được cứu là vì con đã tin nhận Chúa. Và đây chính là điều mà quý vị có thể đọc ở trong sách Văn thứ nhất đoạn thứ 5 để có thể khẳng định rằng chúng ta biết rằng mình có được sự sống đời đời và chắc rằng như vậy. Thì điều đó chính là điều mà quý vị an tâm để có thể bước vào trong một cái lĩnh vực mà trong tương lai, để chúng ta có thể mà vững tâm mình sẽ được ở với Chúa đời đời trên thiên đàng. Nên đó chính là cái tiêu chuẩn mà Chúa phán xét. Rồi chúng ta nhận ra được cái tiêu chuẩn thứ hai mà Chúa dựa trên cái việc làm. Hầu hết có nhiều người người ta nghĩ rằng Chúa dựa trên các việc làm. Nên đó là lý do mà có nhiều người họ giải nghĩa và họ thích nghĩa trong cái việc này nó là sai trật. Là họ cho rằng là cái việc làm đó có thể đưa họ vào ở trong thiên đàng mà không cần phải qua cái cửa tin Chúa Giê-xu. Nên việc làm đó, nó là điều sai trật. Chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy chưa có ai được cứu và vào thiên đàng bởi việc làm hay là việc lành cả. Vì vậy, phúc âm làm việc thiện mà ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái xu hướng đó, nó khiến và nó đẩy người ta đi vào trong những cái việc thiện, việc lành mà không thông qua có con đường để chúng ta được cứu là tin nhận Chúa Giê-xu. Thì chúng ta thấy là trong Kinh Thánh không có chỗ cho cái phúc âm gọi là phúc âm làm việc thiện. Tuy nhiên, chúng ta nhận ra điều mà Chúa đề cập tại đây thì nó có liên quan đến những cái việc làm lành. Chẳng hạn như là những cái người mà giúp cho những cái người Do Thái là anh em mình đó, anh em của Chúa đó, là như vậy. Là bởi vì cái người Do Thái lúc bấy giờ đó thì họ không được, những cái người mà tin Chúa đó không có cái dấu con thú, họ không được giao tiếp, không được mà buôn bán, họ dường như bị bế tắc. Nên họ trong cái sự khốn khổ, chưa kể đến là họ đang bị đàn áp, rồi đài ải, rồi họ đã bị tuẫn đạo nữa. Và trong giai đoạn mà cơn đại nạn đó thì có rất nhiều người Do Thái cũng như những cái người mà tin Chúa là ngoại bang đã chết.
Nhưng mà trong giai đoạn đó thì những cái con người mà được liệt vào chiên đó thì họ ngạc nhiên là vì họ đã làm việc này không phải là họ làm cho Chúa, bởi vì họ không biết Chúa, họ không thấy Chúa, nhưng mà họ làm việc này đó là làm cho anh em, tức là những người Do Thái ở trong cái hoàn cảnh đó. Bây giờ Chúa Giêsu mới trưng dẫn điều đó và nói rằng người đã làm việc đó chính là làm cho ta vậy. Chúa không phải là đề cao cái việc làm, Chúa không phải đề cao việc làm, nhưng mà Chúa muốn nói đến rằng một cái người mà hoàn toàn tin cậy nơi Chúa thì người đó phải thực chứng bằng một cái nếp sống tin kính ở giữa các thế gian, dầu rằng có nhiều sự bắt bớ. Điều này nó phù hợp với những điều mà Thánh Kinh Gia-cơ có đề cập. Đôi lúc chúng ta cũng hiểu sai trong vấn đề Gia-cơ với vấn đề mà đức tin và việc làm. Nhưng mà việc làm đó là để thực chứng rằng người đó thật sự là tin cậy. Và cái đức tin đó mới đem đến sự cứu rỗi. Cho nên cái người làm việc lành mà không tin đó, thì không bao giờ được cứu. Tuy nhiên những người được cứu phải là cái người thể hiện một cái nếp sống tin kính đó bằng cụ thể bởi những công việc yêu thương và giúp cho những người khác. Và đó chính là cái tiêu chuẩn thứ hai để phán xét các dân. Nên đó là lý do mà tôi nghĩ rằng không phải chúng ta nói mình tin Chúa là đủ, nhưng mà mình phải sống với cái niềm tin đó, hay là cái nếp sống tin kính. Quý vị và tôi không thể nào căn cứ vào cái chỗ là tôi tin Chúa là đủ rồi, rồi tôi như vậy là đủ rồi. Nhưng mà Chúa hỏi rằng làm sao để có thể chứng thực rằng ngươi là cái người đang tin Chúa, thì đó chính là cái nếp sống tin kính. Và nếp sống tin kính nó được thể hiện một cách rất cụ thể bằng chính cái tình thương như Chúa thương yêu. Và chúng ta cũng hiểu được rằng những cái người giúp cho những cái người Do Thái mà tin Chúa lúc bấy giờ đó, quý vị biết rằng có thể họ cũng phải bị án tử hình. Nhưng mà vì cái lòng yêu thương và thể hiện cái lòng tin của mình đối với chính Chúa và chứng thật rằng mình là con dân Chúa, cho nên họ có thể chấp nhận hết tất cả mọi điều có thể xảy ra mà giúp cho những anh em đó. Thì qua đó vị vua đó mới xác định và nói rằng ấy là làm cho anh em ta. Thì thưa với tất cả ông bà anh em chị em, tôi trở lại vấn đề đó, thẩm định cái mà cái tiêu chuẩn để mà phán xét đó, thì Chúa phán xét ở trên tiêu chuẩn niềm tin của những người tin nhận Chúa Giêsu và đồng thời thể hiện cả một cái nếp sống tin kính để chứng thực niềm tin của mình. Còn những cái người mà thuộc về cái nhóm dê đó thì họ rõ ràng là họ không có sống cái niềm tin, là bởi vì họ không có tin Chúa. Cho nên á, Chúa nói rằng là ta đói không cho ta ăn, ta khát không cho ta uống, thì họ cũng trả lời giống như những người thuộc về cái nhóm chiên, và họ cũng nói tôi có thấy Chúa, tôi có biết Chúa đâu, nếu mà có biết Chúa là tôi cũng đã không bao giờ từ chối. Họ nói vậy. Nhưng mà những cái người á, mà không có lòng tin cậy đó thì chúng ta thấy họ luôn luôn sống với cái mà ích lợi cho chính họ. Họ là cái người sống vụ lợi cho họ, và họ chỉ nghĩ đến chính họ, quyền hạn cho chính họ, mà họ không biết phân bổ cho những cái người khác. Nên đó là lý do mà chúng ta thấy cái nếp sống đó mới thực chứng được cái lòng tin một cách quả quyết. Nên qua đó chúng ta thấy rằng Chúa Ngài thẩm định không phải đó là dân tộc giàu có khôn ngoan. Chúa không thẩm định rằng dân tộc này mạnh. Chúa không có khẳng định rằng dân tộc này là cái dân tộc mà theo Cơ Đốc giáo. Nhưng mà Chúa thẩm định cái tiêu chuẩn, cái người đó có phải là cái người công bình không? Có phải là người tin Chúa không? Có phải là chiên của Chúa không? Thì chắc chắn sẽ hưởng được nước thiên đàng. Và người đó phải thực chứng bằng một cái nếp sống, và nếp sống đó là một nếp sống tin kính như chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, xin Chúa cho để tôi và tất cả quý vị thấy được rằng không phải chỉ tin Chúa, đi nhà thờ đủ, nhưng mà chúng ta phải sống một nếp sống tin kính để chứng thực cái lòng tin của chúng ta. Dẫu rằng mình có thể gặp những sự bắt bớ, những sự chống đối, một sự sỉ nhục, nhưng cả thải điều đó thực chứng rằng chúng ta là những cái người thuộc về chính Chúa. Nên đây chính là cái tiêu chuẩn mà cái phần Kinh Thánh nó dài lắm ạ, mà tôi không có đủ thời gian để có thể nói hết cho tất cả quý vị, bởi vì nó từ câu 34 mà cho đến hết cái câu thứ 45 lần. Nhưng mà tôi nói như vậy chắc có lẽ quý vị cũng đã nắm được cái phần tiêu chuẩn mà Chúa Ngài đã phán xét. Bây giờ đến cái phương diện thứ ba. Phương diện thứ ba là gì? Là tuyên án. Sau khi Chúa Ngài phán xét các dân tộc, lúc bấy giờ, tất nhiên những cái dân tộc còn ở trên mặt đất lúc bấy giờ, thì trong đó có cái người Do Thái không có tin Chúa,
trong đó có nhiều dân tộc không có tin Chúa, mà trong dân tộc đó cũng có người tin Chúa, thì những cái người đó thì đã thuộc về cái nhóm mà bên hữu rồi, thì không có bị phán xét nữa, mà chuẩn bị bước vào trong nước thiên đàng mà Chúa dành cho họ, sung sướng lắm. Còn những người kia sẽ bị phán xét. Vì vậy chúng ta nhận ra được trong cái giai đoạn đó, trong cái giai đoạn, những người nào tin Chúa mà chết trong cái thời gian bị tuẫn đạo đó, họ được sống lại. Đây là một cái điều kỳ diệu để họ có thể cùng bước vào ở trong cái nước ngàn năm bình an. Nhưng mà tất cả những người không tin Chúa, dầu người Do Thái hay là cái người ngoại bang mà bị chết ở trong cái cơn đại nạn đó, thì họ vẫn còn ở tại đó cho đến khi 1000 năm bình an đã qua đi. Kế đến tòa án trắng và lớn, lúc bấy giờ tất cả đất phải trả những cái người đã chết đó để đứng trước tòa án của Chúa. Nên quý vị có thể thấy được, vì vậy cái sự phán xét đó là những cái người cư dân vẫn còn tại đó để đối diện với những điều mà vị vua công bình để phán xét. Và có hai cái bản án được tuyên ra. Thứ nhất là những người thuộc về nhóm của mà bên hữu đó, là chiên, sẽ bước vào trong nước thiên đàng đời đời. Đây là điều mà tôi cũng nói cho tất cả quý vị. Chúa Ngài sắm sẵn thiên đàng đó, không phải là không phải là đây chính là điều mà chúng ta thấy. Rồi Chúa sắm sẵn thiên đàng là dành cho các cơ đốc nhân, cho những con cái của Chúa. Nhưng mà Chúa không có sắm sẵn địa ngục hay là quả ngục đó dành cho những cái người mà gọi là tội nhân. Mà Chúa sắm sẵn địa ngục đó là dành cho ma quỷ và quỷ sứ. Cho nên cái bản án đầu tiên mà chúng ta thấy Chúa tuyên án là những cái người này rất là hãnh diện và vui lắm vì bước vào trong nước thiên đàng mà Chúa dành cho. Mà có thể đó là những điều mà chúng ta được khích lệ nếu chúng ta, Ngài Chúa trở lại, chúng ta được cất lên. Nhưng mà biết đâu con cháu của chúng ta còn ở lại, rồi đối diện với những sự kiện xảy ra lớn lao đến nỗi, nhưng mà trong giai đoạn đó họ đã có thể gặp gỡ Chúa bởi 144.000 chứng nhân và nhà truyền giáo đã giảng đạo cho người Do Thái cũng như cho dân ngoại bang lúc bấy giờ. Nên vì vậy mà họ đi khắp thế gian. Rồi Kinh Thánh đề cập đến rằng khi tin lành được đồn ra khắp đất, thì lúc bấy giờ nó không phải liên quan đến cái thời đại mà chúng ta đang suy nghĩ đây, nhưng mà nó liên quan đến cái thời đại mà họ đang gặp đối diện những cái cơn đại nạn nó xảy đến. Nên cái nỗ lực lúc bấy giờ họ truyền đạo và đem tin lành đến. Và khi đem tin lành đến thì chúng ta thấy bấy giờ cái trận Armageddon đó, và Chúa Giê-xu Ngài đến một cách hiển nhiên và Ngài chiến thắng, đi đến cái chỗ sự phán xét. Và cuối cùng sự phán xét đó, Chúa Ngài thành lập vương quốc 1000 năm bình an. Quý vị, nếu tôi và tất cả quý vị sẽ là những cái người sẽ được ở trong cái phước hạnh đó, thì có lẽ chúng ta sẽ cảm tạ Chúa vì không phải là do khả năng mình mà do chính ân sủng mà Chúa dành cho. Nhưng mà đặc biệt lắm là đối với những cái người mà không có tin Chúa, thì vị vua đó nói rằng những kẻ bị rủa hãy vào cái nơi địa ngục hay là hỏa ngục mà để dành cho ma quỷ và quỷ sứ của nó. Chúa đã sắm sẵn điều đó. Thì điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa rằng Chúa không có sắm sẵn cái địa ngục đó dành cho con người. Nên quý vị cũng thấy điều này chính là cái lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà Chúa chỉ có thể sắm sẵn cái địa ngục đó chỉ dành cho ma quỷ mà thôi. Nhưng mà khi ma quỷ mà nó đã dẫn dụ và có nhiều người không có tin theo Chúa đó, rồi đi theo con đường lối của Chúa, và nếu không bà đi theo đường lối của Chúa thì chắc cũng sẽ đi đến cái chỗ mà nó đi, đó chính là hỏa ngục. Vì vậy chúng ta thấy trong cả cõi đời đời chỉ có hai nơi mà thôi. Thứ nhất là thiên đàng, thứ hai là hỏa ngục. Bây giờ chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, sự phán xét của Chúa là công chính, hoàn toàn không có thiên lệch, không có tình cảm, mà Chúa dựa trên những cái chuẩn thước để có thể phán xét
muôn dân. Trong đó cũng có người Việt Nam chúng ta, cũng có tất cả mọi dân tộc ở trên thế giới này. Nên thiết nghĩ rằng một lần nữa chúng ta trở lại và thưa với Chúa rằng: Cha ơi, dầu rằng cái sự việc đó nó còn xảy ra trong một ngày cũng khá xa, nếu theo cái cách nhìn của con người, thì chúng ta nhận ra cái thời triệu ngày hôm nay đó, như quý vị thấy là đói kém, rồi chiến tranh, rồi dịch lệ đó, thì ở trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 24 thì đề cập rằng đó là khởi đầu của đại nạn. Chứ chưa phải, mới là cái khởi đầu thôi. Nhưng mà cái đại nạn đó là sau khi mà cái người đứng đầu của Liên minh châu Âu mà đã bội giao ước với cái người Do Thái 3.5 năm sau này đó, thì quý vị mới biết rằng đó là lúc mà đại nạn đổ xuống ở trên tất cả mọi dân tộc. Nên vì vậy mà chúng ta thưa với Chúa, lại Chúa, con rất mong rằng Chúa Ngài sẽ mau trở lại. Không những trở lại trong tính cách ẩn nhiên, mà trở lại trong tính cách mà hiển nhiên. Xin Chúa gia hạn, giống như điều mà Thánh Phi-rơ ông có đề cập đến mà chúng ta vẫn lòng tin đó. Quý vị thấy là Chúa không có chậm trễ về ngày Chúa đến đâu. Nhưng mà Chúa muốn để cho nhiều người có cơ hội để ăn năn và tin nhận nơi Chúa. Vì vậy xin Chúa thương xót và cũng ban ơn cho. Và đang khi Chúa Ngài đã làm việc đó, thì tôi nghĩ rằng tôi và tất cả quý vị là những người còn sống động và trong đợi Chúa, thì chúng ta không những giữ lòng trung tín đối với Chúa, không những chúng ta cũng bày tỏ luôn cả một cái thái độ là tỉnh thức vì Chúa đến một cách rất là thình lình. Cho nên nếu chúng ta thờ ơ, nếu chúng ta đã nghĩ đến những gì ở tại trần gian này mà quên đi rằng Chúa của chúng ta sẽ đến, thì có lẽ lúc bấy giờ chúng ta đã đánh mất biết bao nhiêu những cái ân phước mà diệu kỳ Chúa dành cho. Và đồng thời chúng ta còn phải là cái người trông đợi, tức là chúng ta khát khao mong muốn để Chúa mau trở lại. Và đang khi chúng ta làm điều đó, thì cái trách nhiệm của tất cả mỗi chúng ta làm sao để có thể nói cho đồng bào mình, nói cho dân tộc mình, và đặc biệt nói cho người bà con mình. Vì hầu hết ở trong mọi gia đình chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa tin Chúa, thậm chí họ còn chống đối Chúa. Nên đó là lý do mà Chúa còn đặt để, đó là lý do mà Chúa còn chần chừ, hay dường như Chúa muốn hoãn lại. Không phải Ngài chậm trễ về sự trở lại của Chúa như mấy người kia tưởng đâu, nhưng mà Chúa Ngài muốn cho mọi người có cơ hội để ăn năn. Thì đó là lý do mà tôi và tất cả quý vị hãy làm được những gì mà Chúa còn cho, để qua đó nhiều người sẽ được cứu, gia nhập vào ở trong hội thánh của Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng càng kiện toàn nhờ ơn Chúa để đời sống tin kính của chúng ta này, rồi đời sống mà chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa nè, chúng ta trung thành với Chúa nè, rồi chúng ta trông đợi Ngài Chúa trở lại, nó muốn bày tỏ trong cả một nếp sống của tất cả quý ông bà anh em chị em. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng học chung với tôi ở trong lời Chúa sáng hôm nay về sự phán xét muôn dân. Nên tóm lại, nói đến sự phán xét muôn dân thì chúng ta thấy, thứ nhất là cái thời điểm mà Chúa phán xét. Thứ hai, chúng ta cũng nhận ra cái tiêu chuẩn mà Chúa phán xét. Và thứ ba, chúng ta đã nhận ra Chúa tuyên án trong việc mà Chúa phán xét. Nên qua đó, chúng ta nhận thấy được rằng chắc chắn Chúa Ngài sẽ trở lại một ngày rất gần đây. Xin cảm ơn tất cả quý hội thánh.